máy hút ẩm Nhật nội địa, quạt nào. Hồ Quang Hiếu đang chữa em này đang bệnh ung thư, xem lốc chạy chưa anh em xem. Đó. Má đang không lốc chạy chưa? Thôi không phải ăn đâu bố mày, xem nó kèm dòng bao nhiêu lâu nó vào lỗi kèm dòng. Thôi thôi bố mày, mua xin Hiền đâu, ra xem con Hiền đâu bố, nhanh gọi được Hiền đây. Hiền ra đây nhá, để đây, để bố xe này. Đó. Đây đang chạy như quạt đang quay tít thỏ đúng không? Ừ, cái quạt đang quay rất tít. Đây là máy quạt đập sáp Nhật đầu địa đang bao lỗi. Tinh thần khắc phục. Cắt lốc thầy mới. Nào bố này. Nào quên đâu, ra gọi Nhật đây. Nó chạy xăm dòng bao nhiêu? 0.9 xăm dòng thì có tăng không?